Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 5 trong sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Hãy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những điểm nào. Ví dụ với các loại tính trạng như hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt và da. Như các em đã thấy, đây là một câu hỏi có tính thực tế. Chính vì vậy các em hãy liên hệ những cái đặc điểm của bản thân mình đối với những người thân trong gia đình là bố và mẹ. Chúng ta sẽ đi vào lời giải chi tiết. Cô lấy ví dụ như ở trên hình với một gia đình có đặc điểm như sau. Người bố da trắng, tóc thẳng, màu vàng và mắt xanh. Người mẹ có da đen, tóc xoăn, màu đen và mắt cũng là màu đen. Với những người con, có các đặc điểm giống với bố và mẹ như sau. Con có màu tóc vàng, da trắng, giống bố, tuy nhiên lại có màu mắt đen và tóc xoăn, giống với mẹ. Như vậy, cô và các em đã cùng trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 5 trong sách giáo khoa sinh học 9.